Video tiếp theo chia sẻ cây cảnh nghệ thuật vườn cảnh Phạm Tâm, Phủ Lý, Nam Hà là tác phẩm xanh song long. Đấy gì? À cái giấy của đỏ. Cái đấy đẹp. Hôm nay em hỏi mà em thích mà. Thích cái được, anh kê cho nhà mình đẹp. Nhưng cái bé bé nhà mình kê ý thôi. Nó không có vụn đâu. Cứ to to mà kia. Cho những cây năm thôi à? Cho những phải cầm không, cái đấy tùy thôi, chẳng biết được cây năm hay cái gì. Thì em không biết. Nó to to thôi. Nào thì cây nào to. Ví dụ mà anh mua ấy. Ôi giời ơi. Và tiếp đến là tác phẩm hoa giấy. Một tác phẩm ruối rất tuyệt vời. Xoay xoay hộ mình cái ruối thế này cái nhá. Quay đấy hả? Ờ, quay đi. Ối, nữa, cho theo cái mình nữa tiếp đi. Chứ làm đủ vòng luôn, lái vòng luôn. Ối, được rồi, được rồi, được rồi, đẹp đẹp. Đây, cái hướng này mới là hướng đẹp. Nó nổi được hết cái điểm nhấn của cái tác phẩm ruối. Cái này phải đặt riêng ở chỗ nào cho nó đỡ vướng cái màu xanh. Đấy, chúng ta thưởng thức cái điểm nhấn của thân cây ruối ở cái vị trí như thế này. Nó mới lấy hết được trọn vẹn. Đấy, anh Tâm để trên nóc của cái biển nước mưa lẫn cùng với những cái tác phẩm bonsai tầm trung. Đây cũng lại một tác phẩm hoa giấy nữa. Một gốc si.
Và đây là một gốc xanh đang trong giai đoạn hoàn thiện nút tay tán. Nhưng mà chúng ta cũng đã thấy được cái cốt cách của tác phẩm đẹp như thế này. Và cũng như vậy, một gốc xanh phía sau. Trong giai đoạn làm nốt phần tay tán để có một bệ xanh, một tác phẩm xanh đẳng cấp. Một tác phẩm me những tác phẩm sam rất tuyệt vời. Và đây, một gốc mai chiếu thủy. Thank you.
một gốc tường vi. Rất là nghệ thuật. Và đẹp tuyệt vời. Hoa sam tím. Một gốc xì cổ nhiều thân.